Hi, chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùi Giò. Bình viên tàu lao chào video Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Chính thức Đại Lâm xin chúc các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nhé. Đây là sân Quyền Thoại Cầu Tre, hẻm 139 đường Lưu Thế Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ số đang là 3-5. Đi chứng hành ông Kính Lâm là Cà Ràng Ông Táo, Hồng Ngự Đồng Tháp. Bên kia là Lão Nhị và Vinh Bầu. Hai cái kết Messi. Kèo này đang vô hàng và vô hàng. Hàng 6 đang ở Cà Ràng. Chấp một trái. Quá khó rồi cho Cà Ràng. 6-3. 6-3. Hiện tại bây giờ khán giả đang rất đông, rất sung trận đấu này. 6-3. Đây là set thứ 2, thứ 3 rồi nha các bạn. 4-6. Tỷ số đang là 4-6. Tụi đây, các bạn nào có đam mê xe SH thì hãy vào kênh Vũ Tấn Xe SH nha các bạn, tham khảo xem các loại xe SH xịn của ý nha. Vũ Tấn nha. Kênh YouTube Vũ Tấn Xe SH. Ok bên vô hàng. Chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Tỷ số đang là 4-6. Các bạn gần đây, các bạn có thấy kỳ pháo của Alien, còn gọi là Chen Len Liho của Kamua, đẳng cấp đang lên, tiến bộ, rất tiến bộ các bạn à. Việt Nam chúng ta hiện tại bây giờ kỳ pháo 9m và 12m khó có thể đọ nổi cùng anh em Cambodia. 2023 anh em Cambodia kỳ pháo quá lên nhanh, quá tiến bộ, đặc biệt là Chen Len. Hiện tại bây giờ cậu ấy đang làm U17 rồi, và Li Hua sinh năm 2002. 5-6. Bóng ra ngoài 6 đều. Ra môi 6 đều. Hiện tại Đại Lâm cũng có một kênh phụ là Đại Lâm Chuyện Bên Lề, quay lại tất cả các khoảnh khắc vui nhộn đủ thứ các kiểu. Các bạn hãy thương yêu ủng hộ xe và le và xe. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đáng tiếc cho Cà Ràng pha bóng ra ngoài. Quá đơn giản pha bóng rồi. Vừa rồi Cà Ràng đánh bóng ra ngoài. 7-6. Phía bên này là gơ tay và gơ tay đang cáp kèo. Gơ tay đang cáp kèo. Tỷ số đang là 7-6 nha các bạn. Thông tin trước đây, Sang Phan Rang từng lên kênh YouTube của các kẻ thách đấu toàn thế giới 12m kỳ solo, ngoại trừ tài nhỏ và Li Hua. Còn hiện tại bây giờ theo tình hình như thế nào, Alien, Chen Len đang lên tay rất lên, và Sang Phan Rang sẽ như thế nào đây và ra sao? Để Lâm từng gặp Alien là Chen Len tại Cambodia vừa rồi, và Chen Len đã nhận lời cùng Sang Phan Rang, chỉ chờ bên phía Sang Phan Rang trả lời nữa thôi nha các bạn. Thông tin là như thế. Cáp kèo và cáp kèo thật sự rất khó khăn các bạn à. Còn về phía Hu Đen và Tiến Đen, vừa rồi có hẹn tháng 8 sẽ gặp nhau, đôi công Phát Trắng 33 cùng Tiến Đen.
Thông tin để Lâm nhận được thì bầu của Hữu Đen cũng là người anh em quen biết với Tiến Đen, cho nên không có ăn thua với Tiến Đen nữa rồi các bạn à. Thật là đáng tiếc, của Hữu Đen thì sẵn sàng giao lưu cùng Tiến Đen. Đấy là thông tin mà Đại Lâm thông báo cho các bạn được biết là như thế nhé. Hãy chờ xem sắp tới 4 triệu buổi của chúng ta có kèo gì hấp dẫn nữa không nhé. Một lần nữa chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nhé. Đây là tháng 7 âm lịch. Lại là một pha thiếu cảm giác rồi của Cà Giang. Tám sáu luôn hả mớm? Tỷ số đang là 8-6, đang nghiêng về cho bên hai. Lão vậy bên kia là U50 rồi các bạn à. Mới chơi chừng 2 tháng hơn đây thôi, nhưng thật sự cái kết của lão nhị rất lên, rất tiến bộ. Đáng tiếc cho Vinh Bầu, một pha tự sát tạm lát của Vinh Bầu. 7-8 Rambi Rambay 7-8. Lại là một pha quá khó rồi cho Cà Ràng. 9-7. Tỷ số đang là 9-7. Các bạn hãy chờ xem trên kênh YouTube của Đại Lâm nha. Long Kỳ U17 và Challenge U17. Lúc đương thời hai cầu thủ nào sẽ là ra sao? Các bạn hãy chờ xem nha. Chen Len U17 và Long Kỳ đương thời U17. Hai cầu thủ này sẽ như thế nào nhé? Nếu tình hình này không có gì thay đổi, dễ bưng Cà Ràng qua qua các bạn ơi. Kết bên kia có thể nói là quá hay rồi. Đặc biệt là lão nhị, cái kết của lão nhị rất khó chịu. Chắc đổ cho banh giờ nào các bạn ơi. Cái banh hiện tại bây giờ giống trái cà na rồi. Giang Văn hiện tại bây giờ như trái cà na, quá ghê cho lão nhị. Lão nhị quên khó chịu quá. Giang Văn cầm quăng như trái cà na. Bông ra ngoài. Cà Ràng ngồi luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi trời. Cà Ràng. Hiện tại bây giờ Cà Ràng sao pha bóng rồi, bóng ra ngoài và Cà Ràng đã ngồi bẹp xuống đất luôn rồi các bạn ơi. Ôi cơm cho Cà Ràng. Tiếp tục cuộc chơi, tỷ số đang là 8-9 Rambay Rambun. Đẳng cấp pha bóng rồi của Cà Ràng đã lên tiếng. Chín đều
chân đều. Quá hay cho lão nhị. Mời chân. Một pha có phần cảm giác và cũng có phần may mắn cho Cà Ràng nha các bạn. Cái banh leo viền lưới cũng có phần may mắn cho Cà Ràng phá bóng vừa. Mời chân. 12 điểm tới. Đây. Ừ. Ngủ phải quýnh chơi không chơi nó đủ quá. Trực. Xin lỗi các bạn, Dương Hoa đã chữ thề. Đáng tiếc cho Cà Ràng các bạn à, đáng tiếc thật sự pha bóng vừa rồi cho Cà Ràng. Mời đều. Hiện tại bây giờ theo thị trường chỉ nhượng thì bên Cà Ràng chấp một trái. Nếu bên hai lên trước 1-11 thì Khang 6 ói cơm và ói canh. Mời đều. Trận đấu đang trở nên rất hay, rất hấp dẫn rồi. 12 điểm tới. Cà Ràng thắng 12-10 thì hàng 6 sẽ vô bờ. Còn 12-11 thì hàng 6 ra đảo xa. Các bạn hãy chờ xem. Tiếp tục và tiếp tục nha các bạn. Một lần nữa các bạn nào đam mê xe rác thì hãy đến Vũ Tấn nha. Kênh Vũ Tấn ớt thắt xe rác. Đáng tiếc cho Vinh. Đáng tiếc cho Vinh bầu pha bóng vừa rồi. Mười một mười. Còn một điều, một quả chấp nha các bạn. Các bạn hãy chờ xem. Cà Ràng thắng 12-10 thì hàng 6 vô bờ an toàn. Còn 11 điều thì bên phía hàng 6 Cà Ràng ra đảo. Và xin chúc mừng. Kèo trên vào bờ, kèo trên vào bờ. Xin chúc mừng và chúc mừng. Đáng tiếc cho kèo dưới các bà. Một lần nữa xin chúc mừng Cà Ràng đã vào bờ, thoát tim và nín thở. Một lần nữa chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Còn đây là gơ tay, chuẩn bị vào kèo. Gơ tay.